Mọi người đã quay trở lại với vlog của Coco TV. Vlog này thì mình đã ghi lại quá trình mình bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và cách ly ở bên Việt Nam ấy. Sau khi mình check out khách sạn ấy thì nhà mình đã ra sân bay chuẩn bị các thủ tục để mình có đi đăng ký tái nhập cảnh này. Sau đó thì bây giờ thì đi ăn trưa để chuẩn bị bay rồi mọi người ạ. Sân bay mùa dịch ấy thì cũng ban ngày cũng rất là ít chuyến bay luôn. Vì thế nên là các nhà hàng cũng rất là ít nhà hàng mở cửa ấy. Bọn mình đã chọn quán này để ăn cơm trưa gần chỗ mình check in. Mình đã order 2 set đồ ăn là có cơm trộn miến lạnh với lại thịt lợn xào cay ấy. Nhưng mà thật sự là nhìn thì trang trí khá là đẹp đấy. Nhưng mà thật sự là đồ ăn ở sân bay thì không được vừa ý cho lắm. Đồ ăn cũng chỉ là tầm tạm thôi chứ còn không ngon mọi người ạ. Chuyến hôm nay mình bay về Việt Nam cũng có khá là nhiều, toàn bộ là anh chị em người Việt Nam luôn mọi người ạ. Chuyến máy bay này là của Vietjet bay về Đà Nẵng ấy, là chuyến charter, là vé máy bay thương mại mọi người ạ. Khá là đông người luôn. Bây giờ thì mọi người đang xếp hàng để làm thủ tục này. Mình đã có ý định là về từ tháng trước nhưng mà bởi vì là tình hình dịch ở bên Việt Nam bùng dịch ấy nên là rất nhiều chuyến bay thương mại bị hủy và bị lùi lịch bay ấy, đến tận 27 tháng 5 là mình mới được bay về Việt Nam rồi mọi người. Sau khi bọn mình check in vào trong thì nhân viên sân bay sẽ phát cho mình đồ bảo hộ, gồm có kính, mũ này, đồ bảo hộ, găng tay. Để tí nữa lên máy bay ấy thì an toàn cho mọi người ấy. Bé nhỏ thì không bắt buộc phải mặc đâu, thế nhưng mà mình muốn bé nhà mình an toàn ấy nên là mình cho bé nhà mình mặc đồ bảo hộ. Ok. Min ơi. Về cắt đi, cắt từ Min. Cắt từ Min đi. Về rất là may bởi vì là trong chuyến bay này ấy, từ Hàn về Việt Nam khá là dài, thời gian dài ấy, nhưng mà mình đã chuẩn bị đồ chơi trước cho bé ấy. Vì thế nên là bé nhà mình chơi đồ chơi vào ngủ một giấc là về đến Việt Nam rồi, không khóc lóc không quấy mọi người ạ. Và chuyến bay thương mại này của bọn mình khi về Việt Nam thì sẽ cách ly ở trong khách sạn 21 ngày ấy. Và mình đã ghi lại ngày cuối cùng mình cách ly ở trong khách sạn để chia sẻ với mọi người ấy, mọi người có thể theo dõi tiếp. Lúc mà mình dậy ấy mới khoảng tầm 6 giờ thôi mọi người ạ, mà trời nhá, nắng đã nắng gắt lên rồi luôn ấy. Bây giờ thời tiết Việt Nam đang là mùa hè mà.
Thường thì mình không dậy sớm như vậy đâu ấy. Lúc ở bên Hàn ấy thì toàn 9-10 giờ mình mới ngủ dậy thôi. Nhưng mà từ lúc mà mình cách ly ấy thì hai mẹ con mình đã thay đổi giờ giấc ấy. Đó là đi ngủ sớm ấy, tầm 9 giờ tối là đã ngủ rồi, xong là sáng thì 6 giờ là đã dậy rồi ấy. Nên bé nhà mình vừa ấy nó cũng quen giấc rồi ấy. Cháu yêu bà, cháu nắm tận tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Đi ngủ ngon lắm. Chị cái cho hai chặt, ok. Mà ăn nào chú cắt. Cái bị điện thoại của mẹ rồi. Mình rửa mặt xong thì bây giờ buổi sáng mình hay có thói quen là đắp mặt nạ lúc mà mình có thời gian ấy. Sáng nay mình sẽ đắp mặt nạ này. Thì đây là một gói 7 ngày ấy. Hôm nay là ngày chủ nhật, gói cuối cùng rồi. Mọi người ơi, mình đã về cách ly được 20 ngày rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng ở đây ấy. Nên mình sẽ hôm nay mình mới có thời gian rảnh quay cái video này. Tại vì mấy hôm vừa rồi cách ly mình toàn cái phim thôi ấy. Sáng buổi sáng ngồi dậy thì mình sẽ uống cái collagen này. Rõ không ạ? Collagen này với lại cái men tiêu hóa. Mình đều dùng được nhá, bé nhà mình cũng dùng ấy. Cái men tiêu hóa thì một xíu nữa mình mới uống. Còn lại là ngủ dậy thì mình sẽ uống cái collagen này luôn này. Lẽ ra là mình hay uống collagen nước ấy, nhưng mà bởi vì là cách ly nên là mình không mang nó vất vả, nên là mình mang cái collagen gói cho tiện. Thì bình thường lúc mình cách ly thì mình sẽ dậy từ 6 giờ sáng ấy. Nên là bây giờ đồ ăn chưa đến nữa mọi người. Và có khá nhiều bạn hỏi mình ý, về cái chi phí cách ly ở khách sạn ấy. Thì mình về cách ly khách sạn ở Đà Nẵng ấy. Và mình mua vé của cái bạn Facebook là Hương Sâu Q này. Mình về chuyến là ngày 27 tháng 5 ấy. Thì lúc ấy mình mua vé thì mình tính cả chi phí xét nghiệm, vé máy bay, rồi là tiền cách ly khách sạn ấy và tiền xét nghiệm trước khi mình bay sang Việt Nam, thì nó rơi vào khoảng 120 triệu cho cả hai mẹ con mình. Đấy, nó rơi vào tầm đấy. Mình về chuyến này thì khá là ưng ý ấy, bởi vì khách sạn cũng khá là sạch sẽ này, rồi là đồ ăn ấy, đồ ăn cũng khá là ngon luôn. Có bữa sáng này, bữa phụ, rồi là cơm trưa, cơm tối. Và thường thì khách sạn cũng hay có nước ép hoặc là hoa quả này, chè này, bánh này. Đây là ảnh mà mình đã chụp lại cơm trưa và cơm tối của khách sạn ấy để khoe với mọi người này. Đồ ăn rất là ngon và nấu đầy đủ chất. Nói chung là khá là ok luôn mọi người ạ. Nói chung là chuyến này mình về mình rất là hài lòng luôn. Cách ly ở đây là 21 ngày ở khách sạn. Và sau khi mình cách ly ở khách sạn, mình sẽ về Hà Nội nhà mình. Thì mình sẽ về nhà mình ấy và cách ly thêm 7 ngày nữa ở Hà Nội. Và hết 7 ngày thì là đi ra ngoài. Ngày mai thì mình sẽ bay về Hà Nội nè. Còn lại là cách ly thêm 7 ngày ở ngoài Hà Nội nữa. Lần trước năm ngoái mình đã về mình cách ly một lần rồi. Từ Hàn về Việt Nam mình đã cách ly quân đội ấy. Nói chung là nếu mình có con nhỏ thì mình khuyên các bạn nên về khách sạn ấy, bởi vì là cách ly quân đội thì ở chung nhiều người ấy, khả năng lây nhiễm chéo nó sẽ rất là cao. Còn cách ly khách sạn thì ví dụ như là mình với lại con nhà mình thôi này, thì cái khả năng lây chéo sẽ thấp hơn, an toàn hơn, rồi là nó tiện nghi hơn, điều hòa mát này, rồi là nếu mà cách ly quân đội ấy thì thường sẽ phải rơi vào 15-20 người một phòng ấy mọi người ạ. Mà thời tiết mùa hè này rất là nóng, sẽ rất là khổ luôn. Thương nếu mà có con nhỏ sẽ rất là vất vả. Nếu mà vào mùa đông thì còn đỡ, nhưng mình nghĩ là vào mùa hè này rất là vất vả. Bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem ấy.
mình cách ly khách sạn một ngày sẽ diễn ra như thế nào nhá. Sau khi đắp mặt xong thì mình sẽ đi rửa mặt và bôi kem dưỡng, và sau đó mình sẽ quay cho mọi người xem cái phòng mình cách ly nhá. Trời ơi, cái giường của mình nó bừa bộn. Và 7 giờ thì sẽ là bữa sáng mọi người ạ. Sáng nay thì khách sạn ăn cho ăn khá là đơn giản đấy mọi người. Đó là bánh mì sốt vang này, hai suất bánh mì sốt vang cho hai mẹ con, với lại bánh này, mình cũng không biết tên bánh này là gì nữa luôn ấy, và nước ép dứa. Thường thì ở bữa sáng ở khách sạn thì sẽ là bún mì phở hoặc là bánh mì ấy. Bé nhà mình thì đặc biệt rất là thích ăn bánh mì luôn, nhưng mà lại thích ăn bánh mì không thôi mọi người ạ. Mình không thích ăn bánh mì của nhân. Bé nhà mình xếp khủng long. Bé nhà mình xếp khủng long nằm đây, còn nó nằm ở đây. Điệu lắm. Mình vừa tắm xong ấy thì khách sạn lại cho đồ ăn giữa giữa buổi ấy. Có đây là dứa này mọi người ơi. Dứa với lại mận Hà Nội này. Ở trong này người ta gọi là mận Hà Nội, còn nếu mà mình nói là mận không ấy thì người ta cho quả roi ngoài miền Bắc đấy mọi người. Ngon quá. Mình tăng cân vù vù luôn ấy, hoa quả rồi là. Với lại có bánh mì. Bánh mì này là chị ấy bảo là bánh mì Madame Khánh. Thật sự là mình ăn bữa sáng ấy, bây giờ mình còn chưa cảm thấy đói luôn ấy. Bánh mì của khách sạn siêu ngon luôn mọi người ạ. À, không phải của khách sạn đâu mà của khách sạn người ta mua bên ngoài vào ấy. Này thì mình lúc này thì mình đang ngồi edit video mọi người ạ. Và ăn dứa.
Số sao mình quay ở đây nó cứ màu gì ấy nhở? Bởi vì là quay trong nhà màu đèn ấy. Và easy video. Bé nhà mình thì đang ngồi chơi. Đây là cơm trưa của mình hôm nay. Thì có thịt kho trứng cút với lại cá, với lại mướp xào. Và đây là canh rau ngót nấu với thịt này. Canh rau ngót nấu với thịt. Đây mới là một suất thôi, còn một suất của bé nhà mình nữa. Bởi vì bé nhà mình đang ngủ trưa ấy, nên là mình sẽ ăn cơm chung một mình. Đây là suất ăn của một người nhé mọi người. Hôm nay đồ ăn có vẻ là khá đơn giản luôn ý. Và họ sẽ gửi kèm theo là chuối này, sữa chua này. Với lại lúc nãy họ đưa cho mình cái tờ này. Và chuẩn bị ngày mai mình về nhà ấy. Mời mọi người ăn cơm mình với mình nhá. 4:36 thì họ cho trà sữa. Kimin à, Beauty, Beauty à tư, Kimin à, Kimin, trà sữa thì uống cũng khá là ngon đấy mọi người ạ. Bình thường thì sẽ là 4 giờ là bữa phụ á. 4:37. Mẹ đeo khăn cho con rồi đấy, con đeo cầm cả đã con đổ ra nhá. Chua. Mẹ lo cho con nhá. Đi. Con uống đi, con mút đi. Đây là gọi là gì cho con nhỉ? Gọi cái này gọi là gì hả con? Beauty. Bao giờ mất sức? Ngon không? Mà. Bao giờ không nhông bao giờ hả? Không nhông có pizza chứ? Cậu ngủ ngã sao bây giờ? Cùng nhau coffee. Anh nhỉ coffee à nhỉ? Ý là beauty chứ à? Trà sữa. Beauty. Hôm nay mát sơ. Mà tôi chụp cá. Mẹ để đây cho con nhá. Ngon cậu mọi người ạ. Chắc là trà sữa này là khách sạn gọi bên ngoài vào ấy, không phải của khách sạn xa, bởi vì nó uống giống như là ngoài hàng làm vậy. Đây là mình vừa nhận cơm tối xong này mọi người ơi. Bây giờ là khoảng gần 6 giờ tối ấy. Hôm tối thì có chả cá này. Đây là thịt bò xào ớt chuông hành tây này. Rau muống xào tỏi, thịt ba chỉ kho, chả cá. Và đây là mướp đắng nhồi thịt. Canh mướp đắng nhồi thịt. Mình rất thích món này luôn. Cộng với lại đây là bánh mọi người ạ.
với lại sữa chua. Thật sự là mình ăn bữa chiều với lại hoa quả nên là bây giờ cũng chưa cảm thấy đói luôn ấy. Đây là suất ăn của một người nhá mọi người nhá. Còn một suất của bé nhà mình nữa, nhưng mà bé nhà mình thì một xíu nữa mình mới cho ăn ấy, mình ăn cơm trước. Thịt bò xào chuông ngon thế. Múc đắng nồi thịt này. Video vlog về cách ly mình quay đến đây thôi ấy. Ngày mai thì mình đã về Hà Nội rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.